Xin chào mọi người đến với Mimin Tarot, và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề đó là điều bất ngờ nào đang đến với cuộc sống của các bạn. Điều bất ngờ này thì nó cũng có thể là niềm vui hoặc là nỗi buồn hoặc là bất kỳ một cái gì đấy nhá, miễn là nó khiến cho bạn cảm thấy kiểu bất ngờ hoặc thậm chí là gây sốc luôn thì càng tốt, bởi vì đây là cái chủ đề của trải bài này mà. Rồi chúng ta có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một lá bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Cũng có thể là trong trường hợp các bạn sẽ không có cái gì diễn ra trong cái thời điểm sắp tới cả, tức là không gây sốc hay là không gì hết, nhưng mà cái đấy thì còn phải xem. Còn phải xem lá bài, xem tụ bài, xem là liệu có cái điều đó diễn ra hay không. 1, 2, 3. Mình sẽ cho các bạn thêm 5 giây để lựa chọn nhé. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1. Xin chào mọi người đến với tụ bài đầu tiên nhé. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi điều bất ngờ nào đang đến với các bạn. Điều bất ngờ đến với các bạn đấy chính là mình thấy rằng là các bạn đã sẽ vượt qua những cái giai đoạn mà nó khó khăn trong cuộc sống của mình ấy, một cách vô cùng là ngoạn mục. Mình thấy rằng là có thể là điều này đã diễn ra với các bạn rồi, tức là mình thấy là cái tụ bài này khi mà mình lật lên mình kiểu cảm thấy nó ngạc nhiên ấy, bởi vì ở đây có 10 kiếm, 10 ly, 10 kiếm này, xong lại 10 ly, xong lại 9 xu nữa, thì mình có thể thấy rằng là cái giai đoạn khó khăn ấy, khổ đau mệt mỏi của các bạn ấy nó đã dần qua đi rồi, và kiểu các bạn sẽ hồi sinh, các bạn sẽ đứng lên ấy một cách gọi là cực kỳ là ngoạn mục. Và kiểu mọi người phải bất ngờ với cái sự cố gắng nỗ lực này của các bạn, mọi người phải bất ngờ với cái nguồn năng lượng tuyệt vời này của các bạn. Có lẽ là các bạn cũng bất ngờ đấy, kiểu các bạn cũng không nghĩ là kiểu khi mà mình ngoảnh lại, mình quay lại là có lẽ là mấy tháng trước thôi hay là một khoảng thời gian trước thôi, mình vẫn còn đang vật vã tuyệt vọng với một cái nỗi đau khổ nào đó. Nhưng ngày hôm nay mình đã đứng ở đây với rất là nhiều những cái kinh nghiệm, đã rút ra được cái bài học đó và mình đứng lên với cái sức mạnh của bản thân. Thì mình thấy rằng là nếu như bạn chưa vượt qua được ấy, tức là hiện tại các bạn vẫn còn đang có một cái nỗi buồn nào đó, hoặc là đang chìm đắm trong một cái nỗi thất vọng nào đó, kiểu đang chạm đáy ấy, thì cứ yên tâm rằng là gì, bạn sẽ vượt qua được thôi. Và thời điểm tiếp theo sẽ là thời điểm để bạn hoàn toàn really, tức là giải phóng nốt những cái gì còn tiêu cực ra khỏi cuộc sống của các bạn, để các bạn có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Và cuộc sống tốt đẹp hơn này của bạn là cái gì? Thứ nhất ấy, là mình cảm thấy các bạn trọn vẹn với chính bản thân của các bạn. Thứ hai nữa, các bạn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, với thời khắc hiện tại. Các bạn tận hưởng nó và các bạn chăm chút yêu thương bản thân. Và mình thấy rằng là cũng có thể là các bạn độc lập tự do, độc lập tự do, tự chủ hơn trong cuộc sống của chính các bạn, và kể cả về mặt tiền bạc tài chính luôn nhé. Với lá chín xù đây thì mình thấy rằng là nó không chỉ là cái hình ảnh đầy đủ về cái mặt vật chất đâu, tức là về mặt tinh thần đâu, mà nó còn cả đầy đủ về mặt vật chất nữa. Ở đây 10 ly ở đây là mặt tinh thần rồi, 10 ly quá hạnh phúc rồi, quá tuyệt vời rồi. Còn 9 xu ở đây là cái sự độc lập của bạn, cái sự tập trung của bạn. Bạn chỉ thiếu một chút nữa thôi là bạn lên được 10 xu rồi đấy. Thế cho nên là mình thấy rằng là đây là một cái sự lột xác vô cùng ngoạn mục của các bạn. Và mình thấy rằng là các bạn có lẽ là các bạn kiểu giống như là không nghĩ là mình sẽ như thế này đâu. Còn nếu như ấy, thời điểm hiện tại ấy, như mình nói là các bạn vẫn còn đang ở trong giai đoạn từ từ lột xác ấy, từ từ phá kén giống như con bướm ấy, thì hãy tin mình đi rằng là thời điểm tiếp theo ấy, khi bạn phá kén xong, bạn tung cánh, bạn được là cái con bướm tuyệt đẹp á, đó, bạn được khám phá thế giới á, và bạn trở nên tuyệt vời hơn á, kiểu các bạn sẽ cực kỳ ngạc nhiên với cái sự phát triển của bản thân của mình. Và kiểu các bạn cũng cực kỳ ngạc nhiên bởi vì đến cuối đường hầm có ánh sáng rồi, và mình bước ra khỏi cái đường hầm đấy thì mình không ngờ là mọi thứ nó lại tốt đẹp với mình đến như vậy. Mình lại cảm thấy hạnh phúc vui vẻ đến như vậy. Có lẽ là mình chưa bao giờ được có điều đó. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là mình vẫn thường hay nói với các bạn ấy là khi các bạn đi đường thẳng như thế này mà các bạn có một cái thành tựu, cái cảm giác sung sướng ấy nó không được nhiều bằng cái cảm giác khi các bạn ở dưới đáy và các bạn vụt lên trên cao đâu. Nó không kiểu hay ho như vậy đâu. Nó cũng giống như các bạn đi lầu lượn siêu tốc ấy, các bạn đi tàu ngang ngang bình thường này các bạn làm gì có cảm xúc gì, đúng không? Nhưng khi mà nó xuống dưới rồi lại lên trên, lại xuống dưới lại lên trên, nó tạo ra những cái kịch tính trong cuộc sống ấy, thì các bạn cảm thấy cực kỳ thú vị. Thì mình thấy rằng là các bạn nếu như hiện tại các bạn chưa trải qua cái điều này, tức là các bạn chưa có vượt qua được những cái nỗi buồn của bản thân, những cái sự thất vọng, những cái tổn thương này của bản thân các bạn ấy, mình thấy là hãy cứ tiếp tục kiên nhẫn đi. Mình thấy thời điểm tiếp theo á, bạn sẽ hoàn toàn giải phóng được tất cả những cái thứ đó. Các bạn có một cái chuyển hóa rất là mạnh mẽ trong cuộc sống của các bạn, dặn đẻ ra một con người mới, giống như mình được sinh ra một lần nữa. Mình thấy rằng là cái khoảng thời gian các bạn đau khổ này, tức là có những bạn thì sẽ ở những giai đoạn là các bạn đã vượt qua rồi đó, và các bạn đã ổn với bản thân của mình rồi, nhưng các bạn chưa tới được những cái sự hạnh phúc này, cái sự đầy đủ này, thì mình thấy là sắp tới các bạn sẽ thấy nha. Thì cũng có những bạn là các bạn vẫn đang chìm đắm trong cái điều này, thì mình thấy là
Mình thấy được những cái thời điểm mà các bạn tìm kiếm sự an ủi đến từ những người xung quanh, từ tâm linh, từ tarot, từ bất kỳ một điều gì đó. Mình thấy là các bạn tìm kiếm cái sự an ủi từ đó. Và mình cũng thấy được rằng là bạn rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình chữa lành cho bản thân của mình. Và mình thấy nhiều khả năng có một số bạn có thể sẽ có cái khả năng, đấy chính là có cái kinh nghiệm hỗ trợ cho người khác trong cái quá trình mà chữa lành cho người khác, tức là có thể bạn sẽ trở thành một healer cho mọi đối tượng lứa tuổi luôn, tức là bạn chọn hỗ trợ cho rất là nhiều người đó. Nhưng cái đấy thì mình nghĩ là nó sẽ là cái phần sau. Còn đâu á, mình thấy rằng là cái điều mà nó bất ngờ sắp tới đây ý, đấy chính là các bạn vượt lên một cách cực kỳ là ngoạn mục, và các bạn chọn cho mình một cái con đường mới. Bạn cảm thấy rằng là mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cái sức mạnh của mình giống như là có thể nâng được cái quả địa cầu này, nâng được cả vũ trụ luôn ấy. À, giống một câu gì đúng không? Hãy cho tôi một điểm tựa đúng không? À, tôi sẽ nâng cả thế giới đúng không? Thì lá bài này cũng nói về việc đấy, chính là không điều gì là không thể với các bạn cả. Điều gì bạn cũng có thể làm vào ngay lúc này. Và mình thấy rằng là người khác ấy, mình thấy là người khác ấy bàn tán rất nhiều về các bạn. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì các bạn thay đổi, các bạn có cái sự chuyển bước, các bạn có sự chuyển hóa nó mạnh mẽ quá. Kiểu mọi người phải đôi khi có những người cảm thấy ghen tị và kiểu không hiểu tại sao ấy. Nhưng mình thấy rằng là không phải ai cũng làm được điều này nha. Không phải ai cũng có thể đứng lên một cách nhanh chóng và lại đạt được cái điều đó mạnh như thế. Mà mình thấy rằng là bạn chịu cái nỗi đau này, bạn nhìn thấy cái cô gái này không? Cô đau đớn như thế này. Thì cái nỗi đau đớn này nó đến từ rất là nhiều thứ. Có thể bạn bị phản bội bởi ai đó, bạn bị mất lòng tin, công việc, tài chính, tiền bạc, cuộc sống, gia đình, hoặc bất kỳ một điều gì đấy nó đẩy bạn dưới đáy. Cái cô gái này kiểu gần như là gục ngã, đau đớn gục ngã. Tôi đau đớn tôi gục ngã đúng không? Và tưởng chừng rằng là gì, không thể nào mà đứng lên được nữa. Nhưng mà trong cái khoảnh khắc đó ấy, thì giống như là mình có nhớ một câu trong một cái lá bài rằng là gì, khi mà những cái vết nứt đó nó bị nứt ra thì đó là lúc để ánh sáng có thể tràn vào. Tức là lúc đó bạn mới cảm thấy là mình đang thực sự sống. Khi bạn đau, bạn cảm thấy bạn đang thực sự sống. Và lúc đó thì đến tận cùng rồi, bạn bắt đầu mới có, tức là kiểu cái sức sống của cái con người, cái quyết tâm của bạn ấy nó mới thực sự sống dậy, nó mới thực sự là mãnh liệt. Các bạn cứ xem những cái bộ phim á, khi chúng ta bị đẩy vào chân tường á, thì đột nhiên là người đấy họ buộc phải bộc phát cái sức mạnh đến từ bên trong. Thì mình thấy rằng là vũ trụ hoặc là cái nỗi đau này của bạn á, nó chỉ đang đánh thức con người thật của bạn mà thôi. Và cuối cùng là đánh thức được. Tuyệt vời lắm các bạn ơi. Mình thấy là sắp tới á, các bạn cũng sẽ mở khóa được cho mình rất là nhiều những cái cơ hội mới. Tất cả những cái gì mà nó còn đang bế tắc, nó còn đang khó chịu, nó còn đang rất là gì đó ấy, thì mình thấy rằng là bạn sẽ mở khóa được nó. Cũng có trường hợp là các bạn chưa đau đến mức này đâu. Nếu như hiện tại các bạn cũng đang buồn đi, đang chán đi, chưa chưa đau đến mức này đâu, và chưa có đủ động lực để thay đổi cuộc sống của mình ấy, thì mình thấy rằng là nhiều khả năng các bạn sẽ phải chạm đến một cái gì đó, đến giới hạn của bạn. Và khi đến mọi giới hạn xong xuôi rồi thì bắt đầu các bạn sẽ có được điều này. Tức là các bạn sẽ chọn vươn lên nhé, chứ là không phải là xuống dưới đáy rồi tự tự nó đi lên đâu, mà là chính bạn chọn việc đi lên. Các bạn chọn việc đi lên chứ các bạn không chọn gục ngã, các bạn không chọn nằm đó. Các bạn nhìn thấy không? 10 ly thì các bạn biết rồi, nó là một cái niềm trọn vẹn về cái mặt cảm xúc, hạnh phúc. 9 xu là một cái sự độc lập rồi. Cái này nó cũng là biểu tượng cho love yourself này, yêu thương bản thân của mình hơn này, chăm sóc cho khu vườn này trở nên tuyệt vời hơn. Bạn nhìn thấy cái cô gái này có đẹp không? Quá đẹp. Với cái khu vườn của cô ấy. Đó. Và mình thấy rằng là sắp tới có một cái hành trình mới sẽ đến với các bạn. Và hành trình đấy, ở cái hành trình đó các bạn được an toàn nha. Có thể thời điểm hiện tại các bạn sẽ thấy rất là nhiều số lặp, số 2222 hoặc 1111 nhá. Thấy rất là nhiều cái con số đó. Còn với những bạn nào ấy vẫn đang trong cái quá trình này, kiên nhẫn đi, kiên nhẫn với nó, xử lý từng bước và các bạn sẽ có được cái cú nhảy ngoạn mục này, bước nhảy alpha này. Và mình thấy rằng là kiểu giống như các bạn, thay vì đến cuối cùng các bạn nhận ra là thay vì mình anti cái nỗi đau đó, mình anti những cái sự đau đớn đó, thì mình chọn làm bạn với nó. Và từ khi mà mình hiểu nó rồi, mình hiểu cái nỗi đau đấy của mình rồi, mình biết cái vấn đề ở đâu rồi, mình từ từ chữa lành, mà từ từ mình phục hồi để mình có thể tiến lên. Đó, đây là mình thấy rằng là các bạn không chống lại nữa. Thay vì cái việc khi sự việc đấy nó xảy ra nhá, các bạn chống lại, các bạn vật vã, các bạn khóc lóc, các bạn không đồng ý điều đó, các bạn chửi bới vũ trụ rồi chửi bới người này người kia bởi vì mọi thứ không đi theo ý của các bạn. Các bạn không chọn điều đó nữa mà các bạn chọn thỏa hiệp với nó rằng ok, nếu như điều đấy là điều phải xảy ra và đã xảy ra thì tôi chấp nhận nó và tôi sẽ tìm cách để giống như là xử lý nó và vượt qua nó.
Chứ thay vì tôi cứ ngồi tôi ăn vạ rằng là ôi trời ơi tại sao cuộc đời tôi khổ thế, tôi thế nọ, tôi thế kia. Nó rất là mất thời gian đúng không? Rất là mất thời gian nhá, đúng không? Nhưng các bạn không làm điều đó nữa. Các bạn sẽ không làm điều đó nữa. Wow. Mình thấy rằng là nó sẽ là hoàn thành một cái bài học gì đấy rất là ngoạn mục ở đây. Đây chính là cái điều bất ngờ mà kiểu mọi người phải bất ngờ, phải nói. Có thể là các bạn, mình thấy là mình nghĩ là mọi người bất ngờ ấy, một phần là bởi vì các bạn trong cái quá trình đó các bạn không có biểu lộ mọi thứ ra bên ngoài quá nhiều. Tức là các bạn không đăng Facebook lên là tôi đang thay đổi cuộc sống tôi hay là gì đó, không. Có thể bạn không đăng điều đó mà bạn đang thay đổi thực sự với cái con người bên trong của các bạn. Chính vì thế mà khi mà bạn comeback lại chỉ một chút thôi thì bắt đầu là mọi người kiểu nhát nhào nhào lên mà kiểu không ngờ ấy, sao bạn lại như thế luôn ấy. Thì mình cũng không muốn, thật ra là mình cũng không muốn tìm hiểu xem cái 10 kiếm này của bạn là gì. Bởi vì mỗi một người thì nó sẽ tổn thương theo một cách khác nhau, nó sẽ đau đớn theo một cách khác nhau và nó cũng sẽ có lý do để gục ngã một cách khác nhau. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đấy là đấy, điều quan trọng nhất là gì? Là chúng ta vượt qua được và chúng ta ngoạn mục, lột xác. Chúc mừng các bạn. Đó là tụ bài số 1, chúng ta đến với số 2. Chào các bạn, đến với tụ bài số 2. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi điều bất ngờ nào đang đến với cuộc sống của các bạn, mình thấy cũng khá là nhiều điều bất ngờ. Kiểu lâu lâu rồi mình mới bắt gặp được những cái tụ bài mà nó kiểu bất ngờ ấy, nó kiểu cho mình cái sự khác biệt đi ấy. Tại vì thật ra mình cũng trải bài rất là nhiều, cho nên là kiểu để mà có thể đưa cho mình được cái sự bất ngờ thì nó bây giờ là nó rất là khó rồi. Nhưng mà tụ này thì nó bất ngờ như sau này. Thứ nhất ấy, mình thấy cái điều bất ngờ nó đến với bạn trong cái thời điểm tiếp theo ấy, đấy chính là sẽ xuất hiện hai nhân vật. Hai nhân vật này có thể là có một cái ảnh hưởng rất là lớn đến với cuộc sống của các bạn, và có thể là cũng không loại trừ khả năng rất là cao ấy là những cái người, hai người này sẽ theo đuổi các bạn. Và kiểu các bạn sẽ mất thời gian để phân vân giữa hai người này ấy. Nhưng mà cái điều quan trọng cốt lõi ở trong cái câu chuyện này không phải là các bạn chọn ai, mà nó đến từ cái việc đấy chính là bạn không dám lựa chọn ai cả. Vì sao? Thứ nhất ấy, là mình thấy rằng là các bạn rất là lạnh lùng. Cái trải bài này nó khá là giống một cái trải bài nào đó trước đó mình có làm về miêu tả về cái người này. Tức là các bạn ấy, có thể là các bạn là một người mà tỏ ra rất là lạnh lùng sắt đá. Tức là không phải là các bạn không có tình cảm, không có tình yêu, không có gì hết, không có lòng thương, không phải điều đó. Mà là bởi vì có lẽ là bạn trong cuộc sống ấy luôn luôn phải cố gắng tỏ ra là mạnh mẽ. Bởi vì kiểu bạn luôn bị đẩy vào những cái tình huống mà phải phản kháng này, phải đứng lên vì bản thân, phải đấu tranh này. Đó, cho nên bạn đã quen với cái việc chiến đấu rồi. Bạn đã quen với cái việc đấy chính là xù lông nhím lên nếu như mà nhìn thấy kẻ thù rồi. Cho nên nhìn đâu đâu bạn cũng cảnh giác, đâu đâu bạn cũng nhìn mọi thứ với ánh mắt dè dặt lo sợ. Cho nên mình nói thật là những cái ngày tháng bạn được tận hưởng cái niềm vui thực sự ấy, nó rất là ít, nó hầu như là không có. Lúc nào bạn cũng phải gồng mình lên, lúc nào bạn cũng phải cầm kiếm lên để chiến đấu, để thế này, để thế kia các thứ. Đó. Ở đây có Ai Queen rồi, ở đây có Queen of Pentacles. Thì mình thấy rằng là thật ra thì các bạn nam cũng vẫn xem được thoải mái. Mình cũng đang mô tả với các bạn giới tính không quan trọng nha. Nhưng mình thấy là các bạn nữ ấy, đúng với cái trải bài này ấy, thì có thể là cái tính kiểu giống như là cái sự mạnh mẽ của bạn ấy đôi khi nó còn hơn cả đàn ông cơ. Đôi nhiều người đàn ông có khi còn xách dép chạy dài theo bạn. Bởi vì sao? Bạn quá mạnh đi. Thì mình thấy rằng là không phải là bạn không buồn đâu nhá. Bạn cũng rất là buồn, bạn có rất là nhiều nỗi buồn giấu ở bên trong bản thân của mình. Nhưng mà bạn không dám bộc lộ ra, không dám sống thật, không dám lắng nghe cái trái tim của mình rằng là mình nên làm gì, rồi là mình thực sự muốn yêu hay là gì đó đâu. Các bạn có thể không phải tự nhiên mà bạn trở thành người như này. Tức là có những người là sinh ra các bạn đã mạnh mẽ sẵn rồi. Có những người thì có thể là trải qua rất là nhiều đau thương cho nên các bạn trở nên như thế này. Thì mình thấy rằng là bạn có một cái sự gì đấy nó hơi gắt một chút, nó hơi lạnh một chút, nó hơi căng một chút. Trong khi mình thấy rằng là có rất là nhiều điều đáng để tận hưởng, thì các bạn hãy từ giã vũ khí, hãy tạm thời bỏ vũ khí xuống để tận hưởng cái cuộc sống này. Để giống như là tận hưởng từng giây từng phút mọi thứ trong cuộc sống của mình đi, thay vì kiểu quá là căng thẳng ấy, kiểu như vậy. Thì mình thấy rằng là ở đây có Free Spirit và Liberation đều nói về Breaking Free này. Nói về một cái sự tự do. Tự do ở đây là mình thấy các bạn cần có được cái sự tự do về mặt tinh thần, tự do về mặt cảm xúc, tự do về những cái gì mà các bạn thực sự muốn làm. Tức là đại loại là bên trong trái tim bạn ấy, nó đang tồn tại những cảm xúc, nó đang tồn tại những mong muốn mà các bạn đang lờ nó đi, các bạn không nhìn nó. Bởi vì các bạn sợ nếu như mà mình sống cảm xúc, hoặc là mình nhìn thấy những cái cảm xúc đó, hoặc là mình để nó bộc lộ ra thì mình sẽ bị tổn thương. Thế lúc nào bạn cũng lăm lăm cây kiếm, lạnh lạnh như tiền. Cho nên vì thế mà kiểu giống như là ai đến với bạn ấy cũng rất là khó khăn để tiếp cận bạn. Rồi cảm thấy bạn khó gần, rồi cảm thấy là bạn có một cái gì đấy nó cái tôi cao, rồi cao ngạo này khác. Rồi họ cảm thấy là kiểu
khó để tiếp cận này kia ấy, thì mình thấy rằng là hãy mình sắp thấy mình thấy là sắp tới đây cái thiên thần của sự cân bằng ấy sẽ đến với cuộc sống của các bạn, cái sự cân bằng hài hòa ấy đó sẽ đến với cuộc sống của các bạn và giúp cho các bạn giống như là nhìn nhận cả cái phần cảm xúc đến từ bên trong nữa. Tức là ở các bạn thì tồn tại sự lý trí quá nhiều, sự phân tích mọi thứ quá nhiều mà quên mất cái phần cảm xúc, thì mình thấy rằng là các bạn hãy 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 cân bằng được cái điều đó. Đó, các bạn cần phải free ở đây đó. Và kiểu đôi khi các bạn phân tích mọi thứ một cách rất là thực tế nhá, nó A là nó A mà nó B là nó B kiểu như vậy, nhưng thật ra thì có những cái ranh giới đứng giữa A và B đó, nó có thể là những cái cảm xúc của các bạn. Thì ở đây vũ trụ muốn nói với các bạn là gì, hãy cứ tự hào về những cái chu kỳ vừa rồi các bạn đã trải qua đi, tất cả những gì bạn đang làm các bạn hãy cũng tự tự hào đi, giờ là cái lúc để các bạn tạm thời thả lỏng hơn một chút. Thì mình thấy là hai người sắp tới sẽ đến với cuộc sống của các bạn, và hai người này đủ mạnh, hai người này đủ mạnh để khiến cho các bạn cảm thấy là ít nhất là còn để họ vào mắt, còn tâm phục khẩu phục gì đó ở đây. Thì mình thấy là hai người này đến với bạn với cái mục đích điều gì thì mình chưa quá rõ, mình chưa quá rõ, lát nữa thì mình sẽ rút thêm, nhưng mình thấy rằng là bạn được an toàn với hai cái người này, tức là đại loại hai cái người này không có ý xấu gì với các bạn hết, cho nên là các bạn hãy tạm thời bỏ kiếm xuống đã để họ cũng bỏ gậy bỏ kiếm xuống đó. Bạn được an toàn ở trong cái câu chuyện này, ở trong cái tình huống này, và mình thấy rằng là hai người này có thể là một trong hai người hoặc cả hai người sẽ là cái người giúp các bạn tận hưởng những cái niềm vui trong cuộc sống. Tức là họ sẽ khuyến khích các bạn, họ sẽ hỗ trợ các bạn, họ sẽ cho bạn thấy những cái góc nhìn khác của cuộc sống để các bạn thoải mái hơn, thả lỏng hơn, vui vẻ hơn, giải phóng về mặt tinh thần cảm xúc của mình nhiều hơn. Thì mình thấy rằng là không phải bạn không tò mò về thế giới này, không phải bạn không tò mò đến những thú vui, không tò mò đến những cảm xúc mới, không phải là bạn không tò mò điều đó mà bạn thực sự tò mò nhưng mà bạn sợ. Nhưng mà cho nên bạn buộc phải gồng lên như vậy. Thì ở đây mình thấy có người thuộc cung khí và mình thì mình song tử rất nhiều. Cung cung gì nhỉ? Cung cung lửa, bạch dương nhân mã sư tử, nhưng mà chủ yếu ở đây là cung khí, nhưng mà các bạn cũng không cần phải quá để tâm đến cung đâu, vì mỗi một người có rất là nhiều cung nhà khác nhau ấy. Đấy. Mình thấy là sắp tới nó sẽ có một cái sự thay đổi đến với và nó đáng để các bạn thử đấy. Các bạn hãy thử với nó đi. Mình thấy rằng là hai người này có tình cảm với các bạn nha. Hai người này có tình cảm với các bạn. Hai người này có đều thích bạn, đều có cảm xúc với các bạn, và có thể là họ đang có người thì bắt đầu chuẩn bị tấn công, có những người thì vẫn đang stalk bạn, vẫn đang quan sát bạn. Kiểu họ cảm thấy được cái sự hấp dẫn từ cái sự mạnh mẽ của các bạn, từ cái sự tự chủ của các bạn, lý trí của các bạn. Tuy nhiên thì như mình nói rằng là gì, có một cái rào cản rất là lớn đứng ở giữa, đấy chính là nếu như mà các bạn không có được thả lỏng ấy thì các bạn sẽ rất là khó để đón nhận những cái tình cảm này, kiểu các bạn luôn lo sợ ấy. Thì có thể là chưa cần bắt đầu đâu mà mọi thứ nó đã kết thúc rồi, có lẽ cả các bạn cũng sẽ nói với mình là ô đấy là bản sắc của bạn, đấy là cái sự lạnh lùng đấy của bạn, cái sự sắt đá đấy là lạnh là của bạn, cho nên ai mà chịu được cái điều đó thì mới mới xứng đáng làm người yêu các bạn. Mình thấy cái đấy thì nó cũng có một phần đúng, nhưng mà một phần đúng khác nữa là đấy chính là các bạn cũng phải dũng cảm để đón nhận mở lòng với cái tình cảm này, đón nhận mở lòng với những cái điều tốt đẹp nó đang đến. Thì mình thấy là kiểu cái điều các bạn bất ngờ đấy chính là gì, các bạn không ngờ là lại có nhiều người thích mình đến như vậy. Thì mình thấy là có hai người rồi đấy, hai người sẽ đến với bạn trong thời điểm tiếp theo đấy. Các bạn chọn ai thì đấy là quyền của các bạn nhé. Mình chỉ thấy là một người thì rất là hừng hực khí thế, còn một người thì có vẻ là khá là giống bạn. Nhưng mà mình thấy nếu như mà hai người mà giống như bạn á là rất là dễ chém nhau. Còn một người thì hừng hực khí thế, họ có thể là nồng ấm hơn, họ hành động mọi thứ nhiều hơn. Mình cũng không biết là các bạn sẽ chọn ai, nhưng mà các bạn cũng rất là tò mò về những người này, về những cái mối quan hệ này. Thì có thể là các bạn đã từng nghĩ rằng là kiểu mình có lẽ là mình sẽ rất là khó tìm được hạnh phúc. Nhưng mà ở đây có nói về việc đấy chính là gì, hãy tin vào những điều không thể, sắp tới đây mọi thứ nó sẽ rất là bất ngờ đến với các bạn, những thay đổi, đặc biệt là những thay đổi. Rồi, mình nghĩ là không phải tự nhiên các bạn như này đâu, có thể trong quá khứ các bạn cũng đã từng rất là bi lụy, các bạn cũng từng rất là cảm xúc đấy, nhưng mà vì rất là nhiều lý do để có thể trở nên như này. Open relationship. Mình thấy là các bạn sẽ có hai cái người này tới đấy, dating queen này,
Mình thấy là kiểu các bạn sẽ có hai cái người này tới để tìm hiểu, cho nhau cơ hội để nói chuyện, để giao tiếp với nhau, xem ai sẽ là cái người thực sự phù hợp với các bạn. Và các bạn sẽ luôn giữ nó và nên giữ nó ở trạng thái open relationship, tức là mối quan hệ mở, tức là các bạn được quyền chọn, các bạn được quyền để thử xem đâu mới là người thực sự phù hợp, vì đây là khoảng thời gian được lựa chọn mà. Chứ còn khi mà bạn đã đồng ý yêu một ai trong hai cái người này rồi thì rõ ràng là bạn sẽ được chung chung thủy với một người thôi, đúng không? Nhưng đây là khoảng thời gian các bạn lựa chọn xem đâu sẽ là cái đối tượng thực sự tiềm năng và phù hợp với các bạn nhất. Mình thấy rằng cái đối tượng mà tiềm năng và thực sự phù hợp với các bạn nhất ấy, sẽ là phải là cái người mà có thể làm bạn được với bạn, có thể làm bạn được với cảm xúc bên trong bạn. Và chính người đấy sẽ là cái người khơi gợi cái cảm xúc bên trong bạn để các bạn có thể giống như là sống thật hơn với cảm xúc của mình, được giải phóng. Thì mình thấy là các bạn sẽ trò chuyện với họ rất là nhiều, nói chuyện với những người này rất là nhiều, các bạn sẽ được tặng hoa, tặng quà, được săn đón này khác. Rồi. Và mình thấy rằng là các bạn cũng không cần phải vội vàng trong việc lựa chọn ai sẽ là người phù hợp với mình đâu. Cứ từ từ rồi từng bước để gặp những cái người này xem xét thôi. Ở đây có fun time nữa này, thì mình thấy là mọi thứ tiếp theo trong cuộc sống các bạn sẽ là vui vẻ, rất là nhiều trải nghiệm hay ho. Đó, vui nhất là lúc tán tỉnh nhau mà lại. Và mình thấy là có thể những người này cũng sẽ đến theo cái lời giới thiệu, hoặc là lời giới thiệu gì đấy đến từ những người xung quanh chẳng hạn. Đại loại là sắp tới ấy, chốt lại thì mình thấy là những cái người này họ đến với cuộc sống của các bạn và sẽ khơi gợi những cái cảm xúc, những cái sự tận hưởng, những cái niềm vui, những cái khía cạnh khác trong cuộc sống của các bạn mà trước đây các bạn không có điều đó. Các bạn sẽ giải phóng mình ra và sống thật với cái cảm xúc mình hơn, thay vì tạo vỏ bọc. Giống như kiểu các bạn bị một cái giống như là cái như kiểu cái mác ấy, là các bạn là cái người như thế này thì các bạn phải thế này, các bạn phải thế kia. Đó, rất là cứng nhắc, rất là mệt mỏi, nhưng bây giờ thì các bạn sẽ được sống thật hơn. Ví dụ là cô giáo thì phải thế này, phải thế kia. Cô giáo thì cũng là người thôi. Ok, đó là tụ bài số 2 nhé. Chúng ta đến với tụ bài số Chào các 3. bạn, đến với tụ bài số 3. Đây là trẻ bé Trung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là điều bất ngờ nào sẽ đến với cuộc sống của các bạn rồi. Điều em không muốn nay cũng đã đến rồi đây mọi người ơi. Tụ bài căng này. Mà không sao, yên tâm đi. Vậy là no need to worry ở đây là được đảm bảo rồi. Ok, vậy thì cái điều gì đây? Thứ nhất, mình thấy là các bạn sẽ phát hiện ra cái điều bất ngờ này, đấy chính là các bạn sẽ phát hiện ra một cái sự thật nào đó. Và sự thật này thì rõ ràng là nó sẽ không mấy vui vẻ rồi, nó sẽ hơi bị mất lòng một tí. Hơi mất lòng một tí là có thể là các bạn phát hiện ra là một ai đó họ có xu hướng làm một cái điều khuất tất, phản bội, hoặc là không, mình nghĩ là không đến mức phản bội đâu, mà là người này lừa bạn một cái gì đấy, dối bạn một cái gì đó, làm một cái điều khuất tất. Mình cũng không rõ là cái mức độ nghiêm trọng của cái câu chuyện này đến cái như mức độ như nào. Mình không biết là kiểu cái sự lừa dối này kiểu nó sẽ có nhiều cấp độ ấy các bạn, có những cái có thể tha thứ được, có những cái có thể rút kinh nghiệm được, nhưng mà cũng có những cái không. Nhưng mà thật ra thì tụ này thì mình cũng không rõ quá, nhưng mình có thể thấy rằng là với một số trường hợp người này có thể là một cutting man. Mình không cần biết mối quan hệ giữa hai người là mối quan hệ gì nha, nhưng mình thấy rằng là cái người này có một vẻ ngoài này, về vẻ ngoài cũng như là cách thể hiện của họ ra bên ngoài ấy, khá là chỉn chu, ổn áp, thậm chí là một người điều kiện và kiểu đàn ông luôn á. Rất là đàn ông, rất là lịch sự, rất là lịch thiệp các thứ ấy. Nhưng mà thật ra đấy là những gì mà cái người này muốn biểu hiện ra và muốn thể hiện ra bên ngoài thôi. Còn thực sự bên trong họ cũng tồn tại những mặt xấu. Tức là các bạn nghĩ rằng là có lẽ là mình chưa bao giờ mình gặp một ai mà có thể có xu hướng mà thực sự là khá hoàn hảo như cái người này. Thế nhưng mà trái lại với những kỳ vọng thì họ cũng có những mặt tối trong cuộc sống. Mình nghĩ rằng là ai cũng có những mặt tối thôi. Và chẳng may thì gặp phải bạn. Vì sao mình lại nói là chẳng may gặp phải bạn? Bởi vì các bạn là cái người lật mặt được, phát hiện ra được cái người này lừa bạn. Có thể người này lừa được rất là nhiều người, người này có thể che đậy hoặc là đeo mặt nạ hoặc là gì đó khiến cho mọi người kiểu nghĩ họ là người tốt hay là nghĩ họ là một người hoàn hảo. Nhưng mà chính bạn sẽ là cái người tìm và khám phá ra điều đó. Thì mình thấy là các bạn sẽ khám phá ra cái sự thật này. Mình không nhìn thấy được bạn có giận hay không giận. Mình chỉ thấy rằng là các bạn sau khi biết được cái điều đó, các bạn không phản kháng gì đấy quá nhiều. Có những bạn đây là các bạn sẽ chọn đi ngay, các bạn sẽ walking away luôn, các bạn sẽ letting go luôn, các bạn sẽ buông bỏ luôn, các bạn sẽ ra đi luôn khỏi cái người này luôn. Mình nghĩ rằng là kiểu giống như là đây là một cái nguyên tắc của các bạn, rằng là nếu như mà đến với bạn mà không thành thật với bạn ấy, hoặc có thể các bạn cũng đã cảnh báo cái người này rồi
rằng là gì, đừng có lừa dối tôi. Nếu như mà bạn lừa tôi ấy, bất kỳ một cái điều gì đó ấy, là bạn sẵn sàng bị loại khỏi vòng chiến đấu luôn. Thì mình thấy rằng là bạn rất quyết liệt rời khỏi cái người này. Lát nữa thì sẽ cố xem thêm nhá. Thì mình thấy là bạn nhất quyết rời khỏi cái người này và bạn kiểu thu mình lại và kiểu giống như dành thời gian để nghỉ ngơi, để chữa lành cái nỗi buồn, cái nỗi sợ hãi cũng như là cái sự tổn thương của bản thân. Nhưng mà đến cuối cùng thì mình thấy rằng là công lý sẽ được thực thi mà thôi, tức là cái người nào làm sai họ sẽ đáng phải chịu những cái tổn thất nhất định. Tức là họ đã gieo nhân nào sẽ phải gặt quả nấy. Và các bạn nhìn thấy những cái sai đó, các bạn nhận ra vấn đề và các bạn chọn rời đi. Ở đây có lá no need to worry thì mình thấy là không cần phải lo lắng nhiều quá đâu. Tức là đến cuối cùng cái tình huống này các bạn vẫn có thể kiểm soát được, mọi thứ nó lại đâu vào đó thôi, nó sẽ ổn thôi. Nhưng mà mình thấy các bạn lựa chọn buông tay, lựa chọn rời khỏi cái người này, lựa chọn đưa người này ra khỏi cuộc sống của mình. Và các bạn tịnh tâm, các bạn học bài học được thông qua cái câu chuyện này. Có thể có những bạn là các bạn nhìn thấy bốn kiếm, cái người này như kiểu đang ngồi thiền ấy. Đó, ở đây có meditate này. Thì mình thấy rằng là bạn cũng dành thời gian để tĩnh lặng lại, bình lặng lại bản thân của mình. Đó, và mình thấy là không có điều gì tốt đẹp bằng cái việc đấy, chính là biểu hiện thực sự con người thật của bản thân chúng ta. Thì các bạn cũng như thế, các bạn đã chọn sống thật với cái người này, nhưng người này họ lại không chọn sống thật với các bạn. Cho nên là bạn sẽ rất là yêu quý những cái gì mang tính chất gọi là thật sự, cái bản chất thật sự đến con người, đến từ bên trong. Nhưng hãy biết rằng là gì, bạn đang vẫn đang ở đúng vị trí bạn đang cần phải ở trên cuộc hành trình này. Mình nghĩ rằng là bạn cũng đã từng hy vọng, từng tin tưởng vào cái người này rất là nhiều. Nhưng đến cuối cùng khi mọi thứ nó lộ tẩy ra, cái câu chuyện nó được đưa ra ánh sáng, thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ thất vọng. Nhưng mà không quá nhiều đâu. Và các bạn chọn khép lại cái câu chuyện này một cách rất là nhanh chóng. Rời đi đây, đều phu đây, bước ngay đi trên đường mới luôn. Đến cuối cùng thì cái sự thật nó được sáng tỏ. Mình nghĩ rằng là cũng có một khoảng thời gian các bạn đã nghi ngờ, các bạn đã suy nghĩ, các bạn đã mù mờ về cái câu chuyện này rồi. Rằng là không biết là người này có đang lừa mình hay không, bởi vì cái trực giác của bạn nó cũng không phải là dạng vừa. Đó, và như mình nói rằng là gì, người này lừa được rất nhiều người nhưng không lừa được bạn. Và bạn cảm nhận được cái điều đó rồi, trên chỉ là chưa tìm ra được cái cớ hoặc là chưa tìm ra được cái lý do thôi. Nhưng sau này, trong thời gian sắp tới đây này, có thể mọi thứ nó sẽ sáng tỏ ở đây. Và chính vì thế mà các bạn tiễn vong luôn, tiễn người này đi luôn. Bạn là đúng kiểu không phải dạng vừa đâu đấy. Mình thấy là như thế đấy, không phải dạng vừa đâu. Các bạn là nếu như mà đã yêu thương một ai đó hoặc là dành tình cảm cho ai đó, có thể là các bạn cũng rất là yêu thương họ, rất là chăm chút cho họ, rất là tin tưởng họ. Nhưng một khi mà nếu như mà đã không còn một cái gì nữa ấy, hoặc là không đáng với tất cả cái những cái gì mà các bạn đã yêu thương ấy, thì có lẽ là các bạn cũng sẽ chọn rời đi một cách rất là dứt khoát và quyết liệt. Thông điệp dành cho tụ bài số 3. Thông điệp dành cho tụ bài số 3. Và các bạn sẽ tiến lên phía trước một cách nhanh chóng thôi. Mình thấy là các bạn cũng có buồn, không phải là không buồn, nhưng mà có thể là các bạn sẽ sử dụng cái việc công việc tài chính tiền bạc của mình á, để bù đắp lại, để kiểu giống như là tập trung vào những cái vấn đề như là bận rộn đi, tiền bạc tài chính đi, thì các bạn sẽ dần dần thoát ra được khỏi cái nỗi buồn này. Vì kiểu gì thì kiểu cái khi mà ai đó không thật lòng với mình ấy, đặc biệt là những người mà mình đã coi trọng tin tưởng ấy, thì chắc chắn là mình sẽ sinh ra những cái cảm xúc nó buồn thôi. Đấy là chuyện bình thường. Wow, có thể là câu chuyện này có liên quan đến một người phụ nữ khác. Wow. Nếu như đây là người yêu của các bạn nha, hoặc là crush của các bạn, hoặc là cái người mà bạn đang tìm hiểu với họ, bạn biết rằng là họ cũng tán tỉnh hoặc là có thêm ai đấy chẳng hạn. Wow. Còn là con rắn này các bạn. Hoặc là có cái câu chuyện này có một cái người nữ nào đó đứng ở giữa thao túng, hoặc là có vấn đề ở đây và các bạn phát hiện ra cái sự thật này. Wow wow. Ui. Kịch tính quá, drama quá. Mình thấy là bạn cũng cần thời gian để có thể hoàn toàn vượt qua được những cái điều này. Tuy nhiên
hãy giữ cho mình cái sự lạc quan trong cái mindset của bạn, trong cái tâm trí của bạn, và bạn sẽ thu hút được chính xác những thứ mà bạn muốn và bạn cần. Chính vì thế mà mình thấy rằng là nếu như đây là, mình không biết là cái mối quan hệ giữa hai người là mối quan hệ gì nhá, mình không nói nhá, nhưng đại loại có một người nào đó xen giữa cái câu chuyện này, được chưa? Rồi, và mình thấy rằng là sắp tới đây có thể là có thể là gì, bạn sẽ gặp được cái người á mà thực sự là có thể là soulmate của các bạn. Và đây sẽ làm cái người mà thực sự là kiểu giống như là được thần Cupid bắn mũi tên ấy các bạn. Đó, nhưng mà mình nghĩ là bạn phải trải qua cái điều này đã. Nhưng mà ở đây có là no need to worry, không có gì phải lo lắng cả. Thì thứ nhất là mình thấy là không đến mức quá tệ đâu, các bạn vẫn có thể điều khiển được cái tình huống này, vẫn có thể làm chủ được nó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Các bạn phải cảm thấy may mắn bởi vì các bạn đã phát hiện ra cái sự thật này trước khi có những sự lừa dối lớn hơn được diễn ra, hoặc trước khi các bạn đã lún quá sâu vào mối quan hệ này chẳng hạn, hoặc là trước khi các bạn không thể kiểu, có thể là các bạn trước khi mà các bạn có thể là kiểu các bạn đã yêu họ quá hoặc là đã thương họ quá rồi, cho nên là bạn có thể sẽ chấp nhận tha thứ những cái thứ mà kiểu mình không tưởng được ấy, kiểu như thế. Wow, căng thế nhở. Thông điệp dành cho tụ bài số 3. Thông điệp dành cho tụ bài số 3. Với một số trường hợp, đây có thể là người này và bạn có một cái khoảng cách về mặt địa lý, cho nên họ nghĩ rằng là họ có thể qua mặt được bạn. Mình nghĩ là giữa hai người nó cũng là một cái duyên nợ nào đó đến từ past life relationship. Người này cũng có thể là một người bạn của các bạn đó nhá. Đây là một mối quan hệ bạn bè nhá, hoặc là cũng có thể là yêu đương nhá. Thì mình thấy là giữa bạn và họ có một cái duyên nợ nào đó, chính vì thế mà hai người cần phải gặp nhau để giải quyết cái duyên nợ này. Cái đấy, không sai. Thôi được rồi, mình nghĩ là chỉ cần đến đây thôi là đã là quá đủ rồi. Mình thấy là thời điểm tiếp theo các bạn sẽ thực sự tìm được cái người phù hợp hơn với bản thân của mình. Vượt qua cái câu chuyện này trước đã. Ok, đó là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhấn like và đăng ký kênh của mình. Bye bye.